sóc của Hồng luôn. Thì nay nhờ có cái clip của anh á, gặp được Hồng á. Thì cháu nó ngại, nó nhờ em xin cái số điện thoại của anh á. Có Hồng á, cho nó. Ủa, mà cái vậy là lúc trước là bạn gái của Hồng hả, hay là làm sao? Chứ như Hồng ở đây, Hồng làm bên cái nghề kiến là cháu phụ bán món cơm. À. Tình nghĩa thôi anh Phong à. Giống như là dạ. Bạn thôi. Dạ đúng rồi anh Phong, dạ đúng rồi. Dạ. Nhưng mà bây đó. Giờ muốn xin số Hồng để làm chi nè. Và cháu coi cái clip của anh là như là tối hôm qua, không phải là cháu coi, chính em coi. Ừ. Em mới nói, dạ em mới nói cháu lại, em mới nói là Nhi ơi, hình như là chị thấy Hùng á, hình như là đang ở đâu, Đồng Tháp không anh? Không, Long Xuyên, nó thuộc An Giang. Dạ không biết Hòa Hợp Phúc đó là hình như là Hùng đang ở Đồng Tháp đúng không? Em đang coi cái clip tiếp á, là Hùng đang ở Đồng Tháp á. Đúng, lúc đó là đi qua dạ. Lai Vung ở Đồng Tháp để mà gặp Tiền. Dạ, mà rồi em mới nói với Nhi. Thì Nhi mới nói rồi, chị ơi em cũng không có dám nữa, thì Nhi coi Hùng như là một người anh thôi. Ừ. Chứ còn không có nghĩ gì á anh Phong à. Dạ, em đều rất quý Hùng đó, rồi nên cháu bị mất cái số điện thoại, mất cái máy, rồi nên cháu mất cái số điện thoại của Hùng luôn. Rồi dạ nay cách nay cũng tính ra cũng gần 4-5 năm rồi đó. Dạ rồi nên này em mới thấy gì, em điện qua em có nhắn tin cho anh nữa đó, cháu hôm qua. Dạ tối hôm qua là nhà lấy nhắn tin cho anh Phong rồi đó. Ừ. Nên là nhắn tin cho anh Phong một cuộc nữa, rồi lúc khi trưa anh Phong bắt máy tầm 11 giờ em đi làm về đó. Yeah. Em có điện cho anh Phong một cuộc nữa là như là anh Phong không bắt máy thì tôi được buồn quá. Dạ vậy cái người đó, cái người cháu đó hiện giờ có đó không? Dạ người cháu thì nó đang ở với em mà nó đi làm tăng ca, rồi tối đến 9 giờ cháu mới về anh. Ừ. Dạ bên đây là cá cơm á anh Phong. Cá cơm hả? Vậy là bên đó là bên cá, mà cá dành cho nước mắm hay là dành để cái đó ăn tươi? Cá cơm xuất khẩu anh Phong à. Trời ơi, vậy hả? Cá cơm xuất khẩu luôn hả? Dạ. Nó làm bên nghề đó đó, nó làm tăng ca, nhiều khi một tuần tăng ca, một tuần không có tăng ca. Dạ. À, nó có một Hùng qua đây, Hùng làm bên cửa kính nhôm á anh. Dạ. Và lúc đó là cháu phụ bán quán cơm, cháu cũng quen biết với Hùng, mà cũng giữ Hùng là một người anh thôi. Dạ. Quý mến Hùng. Dạ. Này giờ có muốn gặp Hùng để mà cũng là vẫn là anh em thôi, hay là muốn tìm hiểu cái vụ kia? Em không biết cháu, thì giờ cháu cũng tính ra là Hùng hình như là nếu sau ra này Hùng cũng được 40 đúng không? 39 à, rồi. 40, Hùng 39. Dạ cháu năm nay cháu được 33 rồi anh. 33, dạ. 39 à, nếu vậy cũng không có lệch xa. Còn em thì em nay em 40 rồi, em là gì nó? Gì nó? Dạ mà cũng gia đình dạ. Đủ ha. Em là người gì nói thì em cũng qua đây, em cũng nói ra em nói anh Phong là em người độc thân. Dạ thì từ clip của anh. Dạ. Dạ nên mới tìm hiểu được, mới biết là Hồng đang ở kênh của anh đó. Dạ. 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 Nhưng mà thì, cái người 33 tuổi đó là hiện giờ cũng có gia đình chưa? Dạ chưa anh ơi, cháu chưa có gia đình đâu. Cháu cũng gái mít lên đó. Dạ. Vậy thôi tranh thủ đi, trời ơi, cái tuổi 33 rồi mà phụ nữ nữa, nó trễ rồi đó. Dạ, nếu mà ăn thua giờ do anh Thông á, nếu mà cháu gặp được cái điện thoại của Hùng lại cháu mừng lắm á. Ừ. Tại vì nói ra là cũng nhờ anh Thông, không có anh Thông thì cháu không tìm, là cũng nhờ em. Tại vì cháu có cái coi lắm, cháu đi làm đó anh Thông, rồi nên cũng nhờ em, thì em thích cho cái clip của anh thật sự, tại vì rất là mến. Bây giờ cái clip thích của anh, không thật, dạ. Nên em rất là quý mến, thì cũng em muốn nói với cháu như vậy. Yeah. Thì nếu mà anh buông tình thì anh chơi số điện thoại của Hùng. Vậy hoặc là có kết nối Zalo chưa? Dạ, nếu mà vậy em cứ cháu kết nối cái Zalo của anh. Thì đúng rồi. Zalo dạ. Thì sẽ chia sẻ qua, có như là tap cái Zalo của Hùng á qua dạ. Bên cho bên em luôn. À, cái số điện thoại thực tế của Hùng á thì không biết là Phong có lưu chưa, nhưng mà Zalo là Phong add qua cái là xong à. Mà giờ nếu mà cách nói Zalo của anh hay là có Zalo với anh á. Zalo của anh á, hình như là cháu có cách nói như là cái của anh là thu hồi đó. Anh không có nói của cháu. Trời, có ai đâu mà thu hồi, trời ơi, dòng nước mà làm nghề YouTube ai đâu mà giới hạn với thu hồi chứ.
là cái lá chu, cái lá chu lết của nó là nhân ngọc quá anh. Dạ. Nhân ngọc hả? Dạ dạ nhân ngọc á, là của nó đó. Ừ, là của em. Dạ dạ. Dạ dạ. Nếu anh giúp được thì nếu mà đủ duyên thì có thể là Hùng gặp lại Nhi này, Hùng mừng lắm á, tại vì nó tên là tên Nhi, còn tên tên trong á là tên Ngọc Nhân. Mà cái lá chu lết tên là nhân ngọc á. Nhân ngọc. Ừ. Dạ. Dạ. Rồi thì nói chung á là hồi sẽ kiểm tra là cái nhân ngọc hay gì đó, coi dạ. Sao còn có không, nếu có thì nói chuyện qua sơn cái rồi dạ. Được thì mới chia sẻ qua cái số của ông Hùng. Không mấy dạ, giờ nè dạ. Em điện dạ. Cho có người cháu đó kêu liên lạc với anh đi, cho anh xác dạ. Thực là cái người đó cho dễ đi, rồi anh mới gửi số điện thoại qua ha. Dạ dạ rồi ok, cảm ơn anh Thông nhiều nha. Rồi. Dạ. Còn nếu mà em muốn kết đôi kết duyên tình duyên này nọ đó thì sắp xếp đi qua đây hai dạ. Cô cháu đi qua đây đi, rồi sẽ kết nối dạ. Tình duyên luôn được. Dạ dạ. Nếu mà biết thì là Hùng nó biết bên Phú Quốc mà nó mừng lắm á. Ừ. Tại vì nó không có để ý hay không, chứ còn chứ gì chắc có thể là nó để ý nó thường Hùng á, em cảm nhận được. Dạ ha. À, dạ đúng hiểu. Rồi đi với chồng Hùng nay mấy năm rồi mà, nếu 4 năm rồi đó. Nếu năm mà năm. Nói chuyện, nếu mà nói chuyện với thằng Hùng á, mà nói nhắc những cái gì, kỷ niệm gì mà thằng Hùng nó sẽ nhớ về Nhi này. Dạ không, những cái thằng Hùng nó không để ý anh này. Bây giờ là thằng Hùng là một người quá thật tà. Ừ. Thật sự em biết Hùng là tính nó là tí đến ăn cơm mà thôi à, chứ nó không có để ý gì đâu. Còn là gì đó, nó chỉ người bưng cơm thôi, bữa chén. À, vậy dạ, là ông kia không? Không để ý. Nhưng mà bà này dạ. Là bà thơ, giống như là có chút ý gì với ông Hùng. Dạ, à, nó để ý dạ. Không. Chứ còn ngoài là chắc Hùng không để ý đâu. Bởi vì phải chia hai người có nắm tay nắm chân thì còn biết được, còn nỉ hai một bà thì để ý, còn ông kia ông vô tư thì nó khác rồi. Dạ đúng rồi anh Phong, anh Phong dư tính quá, giống như em đang nghĩ vậy đó, tại vì nó cứ nghĩ là anh Hùng là người khách thôi. Dạ. Anh Hùng nghĩ người làm thôi, nếu mà đổi về Hùng nếu mà em nghĩ như vậy. Dạ tại ừ. Sao nó làm cho em hả? Rồi bây giờ nè là kêu Nhi vậy đó, thứ nhất gọi anh, còn mấy gửi hình của Nhi á. À, dạ. Đưa qua đây đi, gửi ừ. Cho Hùng xem. Ê Hùng, mày biết Nhi này không? Dạ, tối nay 10 dạ, nếu là tối nay 10 giờ nó về em sẽ kêu nó ra gửi cái hình nhà ừ. Qua cái nó anh đúng không? Ok, đúng nó là nhân ngọc của nó đó anh. Rồi dạ. rồi vậy đó, đưa qua đi, có đưa Trần Hùng xem. Ê, dạ. Nhớ người này không? Muốn dạ, okay. Muốn giống như gắn kết này em chịu không? Ok, cái này anh gửi hình của Nhi qua, bạn đưa số điện dạ. Thoại của Hùng qua cho Nhi. Dạ đúng rồi, nếu mà vậy thì em quá cảm ơn anh Phong trước nha. Rồi ok em. Rồi cảm ơn anh nhiều. Rồi ok. Rồi, chào em. Dạ.